Tập 9. Hay, đá nó đi. Nhất định có thể được. Đánh. Ẩn nấp. Tốt. Nhất định có thể được. Thắng rồi. Tốt. Đánh. Đá nó đi. Quần áo, bồn cầu, sofa hỏng toàn bộ rồi. Mọi người suốt cuộc đang làm gì vậy? Tôi nhấn mạnh một lần nữa, phải bảo vệ từng viên gạch, từng viên ngói ở đây, từng ngọn cây, cọng cỏ. Nếu chủ nhà biết mọi người làm bậy, lần sau nhất định rất ghê gớm. Đồ đạc dở hỏng ở đây đền không được. Mọi người phải ngồi tù đó. Anh Đỗ Phàm, anh nói chúng tôi cũng biết mình sai rồi, lần sau nhất định chú ý. Nhưng mà anh cũng không cần dọa chúng tôi chứ, đúng không? Vẫn cứng miệng à? Nói thật, cậu thấy bạn bè của chúng tôi đều ở nhà cũ. Chúng tôi sống ở đây, một người bạn cũng không có, trong lòng khó chịu. Nhưng không còn cách nào, có người làm mất nhà của chúng tôi rồi, chúng tôi không về được. Nhà giang nhà bạc cũng không bằng nhà tranh của chính mình. Nếu không phải nhà cũ không còn nữa, tôi ở cái tuổi này còn lưu lạc đến đây. Nhìn sắc mặt của người ta, khổ quá đi. Khổ quá. Thật khổ quá đi. Được rồi, đừng có làm ồn. Được rồi. Những lời vừa rồi có thể là hơi nghiêm trọng. Mọi người an tâm tiếp tục ở đây. Những gì khác tôi sẽ lo liệu, được không? Như vậy là đúng rồi đấy. Cô đã nói rồi, Đỗ Phàm người ta đã ra tay có việc gì không được chứ, đúng không? Đúng vậy, nhất định là làm được rồi. Thái Hồng à, mẹ còn quên một chuyện. Con xem chúng ta lúc chuyển nhà vội vàng vàng, may mà đầu óc mẹ linh hoạt. Mẹ đem theo đôi giày thể thao Âu Dương tặng con, đem tới rồi. Con nói lát nữa để nó ở chỗ nào trong tủ giày. Cô lần này chạy marathon bị thương, lại bận chuyển nhà, nhất định đã lỡ rất nhiều thời gian hẹn hò. Có cần giải thích với người ta một chút? Người ta đẹp trai giàu có, ân cần chăm sóc, nhất định đừng bỏ lỡ. Thật đấy, nhất định đừng bỏ lỡ. Chúng tôi không còn liên lạc nữa. Được rồi, ngủ ngon. Thuốc phá thai có thể không hiệu quả, bắt buộc phải dùng trong 49 ngày đầu mang thai mới có hiệu quả. Chuyện này là lỗi của tôi. Tôi bảo đảm với cô sẽ nghĩ cách khiến cô trở về nhà cũ. Anh không cần ở đây giả làm người tốt. Chuyện của tôi tự giải quyết. Như vậy có gì đáng giận đâu. Tôi đâu có tư cách gì tức giận anh chứ. Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh.
Ông chủ à, anh mới sáng ra đã làm người khác tỉnh giấc, thật là không hợp lý. Bớt phí lời. Tôi thật sự nghĩ không ra. Anh bán nhà rồi, bây giờ còn giúp nhà đó tìm chỗ ở. Bây giờ đi điều tra đứa Duy đó. Thật là sai rồi. Nếu không phải đem bán nhà rồi, họ sẽ không phải lưu lạc đầu đường. Một đám già yếu bệnh tật vô cùng đáng thương. Già yếu bệnh tật cũng là một đám gian trá nham hiểm, độc ác vô cùng. Anh quên lúc đầu họ ức hiếp anh như thế nào sao? Ép anh đau lòng mà phải bán nhà. Đây chính là gieo gió gặt bão. Cậu nói xong chưa? Tôi nói cậu một câu, cậu nói cả trăm câu. Bây giờ không phải lúc tranh luận. Cậu đừng có đáp nữa. Vậy bây giờ người ta hỏi anh một câu. Không hỏi không nhịn được. Được, cậu hỏi đi. Tôi cũng không rõ nữa. Từ nửa năm nay, sau khi quan hệ giữa anh và mẹ của anh không tốt, từ đó tới giờ anh trở mặt không về nhà. Bây giờ không chỉ tự về rồi, còn đem theo một đám người lạ. Thật không biết bảy sau khi quay về phát hiện thì làm sao. Cậu câm miệng đi. Cậu vẫn chưa hỏi câu hỏi lúc nãy. Thì câu hỏi người ta muốn hỏi chính là: anh có khi nào bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc? Có thật là đã thích Từ Thái Hồng kia rồi không? Cậu chắc đã nghe qua câu này. Tò mò hại chết con mực. Coi chừng bị xào đấy. Xin chào. Hợp đồng đã ký rồi. Đừng nói tìm tôi, ra tòa cũng vô dụng. Nhìn ông nhã nhặn lịch sự, sao có thể làm ra những chuyện bị ủi như vậy? Ông rõ ràng đã hứa với tôi sẽ khuyên bà chủ của ông. Kết quả thì không nói một tiếng đã đuổi cả nhà người ta ra ngoài. Ngay cả hành lý của tôi cũng bị vứt ra ngoài. Thật là quá đáng mà. Dù sao bây giờ người viết chứng nhận nhà là bà chủ của tôi. Xử lý thế nào là việc của bà ấy. Các người nói gì cũng muộn. Bà chủ của ông là ai? Tôi tự đi tìm bà ấy. Tôi khuyên các người dù thế nào cũng đừng đụng tới bà ấy. Bà ấy thuộc Lào hình pháp dân sự. Trước có người động đến bà ấy, bị bà ấy làm cho không dám về nước. Đã nói đến đây, tôi cũng không lòng vòng nữa. Đây, nhìn rõ chưa? Các người điều tra tôi. Nếu không phải vợ ông có nhiều tiền như vậy, thì một trợ lý nhỏ bé như ông sao có thể ở xa xỉ? Sao có thể lái xe xa xỉ? Nếu vợ ông phát hiện ra thì sẽ nói gì? Đừng, chắc chắn là đừng, đừng mà. Vậy căn nhà thì sao? Anh trai, tôi cầu xin anh đấy, tha cho tôi đi. Việc khác còn được, còn về chuyện căn nhà này, tôi thực sự không làm được. Anh không biết đâu, bà chủ này của tôi còn hung ác hơn cả Lữ Hậu, bá đạo hơn cả Võ Tắc Thiên. Anh trai à, chúng ta làm đàn ông, tôi hiểu lòng dạ của anh. Anh đã cứng rắn như vậy thì đừng miễn cưỡng nữa, để vợ anh giải quyết vậy có được không? Đi thôi. Năm 4, 3, 2, 1. Đợi đã. Chuyện gì? Thực ra cũng không phải là không có cách. Nói hợp đồng có sơ hở đúng không? Nếu lúc đầu cậu và người thuê nhà ký có thỏa thuận mới thì có thể. Đừng nói bừa. Đợi một lúc. Lúc tôi vào đó ở, thực sự có ký với họ một thỏa thuận. Còn đặc biệt nhắc đến, chỉ cần tôi không có ý kiến khác, họ có thể tiếp tục thuê. Phần thỏa thuận mới này, anh có lẽ là có hiệu ứng pháp luật. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu đó thôi. Xin hai người bỏ qua cho tôi. Này, người anh em, anh nói sớm thì không có việc gì rồi.
xin lỗi nhé. Không sao đâu. Thái Hồng, cô không sao chứ? Cẩn thận một chút đi. Mà gần đây cô xin nghỉ nhiều như vậy, giám đốc rất không hài lòng. Nếu trong công việc cô gặp rắc rối gì, coi chừng bảy cho nghỉ việc đấy. Gây gắt như vậy sao? Lãnh đạo mới áp dụng quy tắc nghiêm ngặt, bảy là vì uy tín của mình chuẩn bị chỉ giao vào cô đấy. Cẩn thận một chút, đừng mắc sai lầm nữa. Cảm ơn nhé. Bây giờ nhà cũng không còn nữa, nếu công việc cũng mất luôn thì một nhà ba miệng ăn đều dựa vào một mình, làm sao có thể nuôi nổi đứa bé này? Đừng vội, từ từ tìm. Có thể không vội sao? Hai người có chút tâm được không? Việc quan trọng như vậy. Nói em đấy. Cái gì nhanh tìm đi. Dù sao phòng cũng đi thuê, ở đâu cũng có gì khác nhau. Đúng vậy, ở đây còn không mất tiền. Đây là nhà của người khác. Chúng ta bất cứ khi nào cũng có thể bị đuổi ra ngoài, có biết không? Cho rằng ở đây cả đời được sao? Tức chết đi được mà. Thật tình, không chịu thua kém. Mọi người làm gì ở đây vậy? Bà ơi, sao bà lại biến thành bộ dạng này? Bà lại đi chơi cái bô thông minh đó à? Nào nào, nhanh lao đi. Mẹ à, mẹ đến thật đúng lúc đấy. Mẹ mau nhanh giúp nghĩ xem, chúng ta trước đây ký với Đỗ Phàm thỏa thuận thuê phòng, mẹ để ở đâu rồi? Thỏa thuận à? Thỏa thuận đó đang trôi trước mắt mẹ. Sao mới đó mà đã nghĩ không ra rồi? Đừng lo lắng. Nếu thực sự không được, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Chỉ có thể vậy thôi. Cô làm sao vậy? Không sao, không sao, có chuyện gì vậy? Sao vậy? Không mở được. Không mở được à? Khóa cửa bị thay rồi. Làm sao bây giờ? Bà không dễ gì nghĩ ra bản thỏa thuận cất trong căn phòng này. Bây giờ không vào được. Cô không định trèo tường vào đó chứ? Ở đây không có thang à? Đừng do dự nữa, trèo đi. Tôi không thì sao? Được, lên đây đi. Tôi làm sao? Bình thường đều nhanh hơn tôi, sao hôm nay chậm chạp vậy? Chân tôi không phải bị trật rồi sao? Tôi còn chưa khỏi. Anh trèo xuống mở cửa ra không phải là được rồi sao? Nhiều lý do vậy. Được rồi, tôi ở đây canh cửa, cô vào tìm đi. Được, được, được. Thế nào, tìm thấy chưa? Chưa, sắp rồi, sắp rồi. Nhanh lên đi. Không xong rồi, có người tới rồi. Mau trốn đi, có người tới đấy, trốn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Qua bên đó đi.
Ngộ nhỡ bàn thổ thuận kia rơi vào tay bọn Đỗ Phàm, vậy thì... Cô làm sao vậy hả? Cô làm sao vậy? Tôi có chút buồn nôn. Đợi chút nữa hít thở không khí là được rồi. Anh sao vậy? Sao lắp bắp vậy? Tôi bị nghẹn, nghẹn gió. Tôi bị nghẹn gió thôi. Trong tủ này lấy đâu ra gió chứ? Đó là ai vậy? Đế Duy là bà chủ của anh ta mua căn nhà này. Xem ra anh ta đến là để tìm bản thỏa thuận, chỉ là tìm không thấy mà thôi. Tôi thấy hay là chúng ta quay về hỏi lại bà, để bà nhớ lại xem suốt cuộc bản thỏa thuận để ở đâu. Sao anh không nói lắp nữa? Gặp phải gió được chưa? Còn cô luôn buồn nôn, có cần đến bác sĩ khám không? Tôi không sao, không cần đâu. Bà chủ, xin chào. Được rồi, tôi biết rồi. Các anh nhanh chóng điều tra về người đó, người hiểu rõ tình huống, trước sáng mai gửi cho tôi một bản báo cáo chi tiết. Xong chuyện ở Trung Quốc, tôi sẽ bay sang. Xin chào. Được. Được. Ở Pháp tôi còn một vụ án đang gấp. Chủ đề diễn thuyết nhanh nhất phải một tháng sau mới được. Thời gian này anh thay tôi quyết định. Cảm ơn. Tạm biệt. Alo, xin chào. Ohayou gozaimasu. Xin chào. Vụ kiện của văn phòng luật sư tỉnh Tường, chuyện xấu truyền ra rồi. Nói với Nara chuyện thu mua tỉnh Tường, anh ta không cần nghĩ nữa. Cảm ơn, liên lạc sau. Bà chủ, làm sao? Là như vậy, căn nhà đó dù đã lọt vào tay nhưng Đỗ Phàm anh ta quay về. Anh ta nói trong quá trình mua bán xuất hiện vấn đề, nhưng bà yên tâm, tôi đang giải quyết vấn đề này. Anh ngoại tình hay năng lực đều thấp, còn muốn ăn ngon nuôi vợ bé. Anh đúng là mẫu đàn ông tồi, điển hình đấy. Sáng chút nữa bán đứng tôi trước mặt Đỗ Phàm,
Nhưng mà anh bây giờ có thể quay về giải quyết chuyện của anh. Anh có rất nhiều thời gian. Anh bị sa thải rồi. Tôi, chuyện của tôi không cần những kẻ đạo đức giả như anh. Lái xe. Làm sao đánh? Đây là... Đấy, mau trốn đi. Dừng lại, mau trốn đi. Làm gì vậy? Nhanh trốn đi. Chuyện gì vậy, anh làm gì vậy? Đánh được nửa gián, kỷ lục của tôi bị hủy rồi. Muốn ở tiếp thì nhanh trốn đi. Sao vậy, chủ nhà về rồi sao? Không, không phải. Chủ nhiệm quản lý khu này. Mọi người không có thuê ở đây, mọi người phải đăng ký ở cơ quan. Nếu không bị phát hiện sẽ bị đuổi đi đấy. Bà đâu? Đang chơi bạc trước. Mau tìm bà rồi trốn, nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Mẹ còn cho rằng cô đang ở một nơi tồi tệ nào đó, đang nỗ lực phấn đấu, chứng minh giá trị của bản thân. Cô xem dáng vẻ con bây giờ, đã là giới hạn cuối trong mắt mẹ. Con, làm sao? Làm sao vậy? Không phải con nói sao không quay lại đây sao? Sao lại cút về đây rồi? Mẹ không cho con ở, con cứ ở thêm vài ngày đấy. Con không muốn nghe theo mẹ sắp đặt. Con ấu trĩ như vậy một chút cũng không thay đổi. Hôm nay không có thời gian cãi với con. Như vậy đi, con đến bàn làm việc lấy cái huy hiệu trong học bàn ra. Là lúc học đại học mẹ được trao cho. Mẹ phải tham gia buổi họp mặt. Mau đi lấy đi. Dừng, đừng động đậy. Lên trên đi. Sát tường. Cẩn thận lên trên đi. Nếu con không có năng lực tự làm, có thể tìm người đến giúp con dọn dẹp nhà bà. Nếu kinh tế không đủ, mẹ có thể bỏ tiền ra giúp con giải quyết chuyện này. Dù gì đây cũng là nhà của mẹ đấy. Mẹ không muốn nó bị hành hạ như vậy. Con xem con mê mệt chơi game, không thể tự dọn dẹp. Đặc điểm tiêu biểu của thanh niên ngày nay. Con mấy tuổi rồi Đỗ Phàm? Khi nào con mới trưởng thành đây chứ? Con trưởng thành rồi, mẹ muốn quản sao? Con muốn mẹ nói như thế nào với con? Vậy hai chúng ta không có gì để nói nữa. Lúc mẹ bằng tuổi của con bây giờ đã là đối tác của mấy công ty hàng đầu thế giới rồi. Chị con cũng không tệ. Ở phố Hoa Nhĩ tạo ra một mình một thiên hạ. Chỉ có con cả ngày không có gì làm. Con xem con đã biến thành bộ dạng như thế nào. Vậy rất hay. Vậy rất hay đấy. Không cản trở lịch trình vĩ đại của mẹ nữa. Lần sau gặp lại con, hy vọng con có thể cho ta một bất ngờ, chứ không phải là kinh hãi. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Mẹ còn muốn lấy gì con lấy giúp mẹ. Mẹ muốn đi thay đồ. Mẹ không tin vào thẩm mỹ của con. Mẹ tự đi lấy. Tốt xấu gì con cũng học thiết kế. Mẹ không tin tự thẩm mỹ của con sao? Được.
Nhà của mẹ, mẹ tự lên được không? Sao hôm nay con kỳ lạ quá vậy? Giấu người trên lầu sao? Sao có thể chứ? Đỗ Phạm, con làm sao vậy? Đầu cô có vấn đề sao? Là ý gì? Đồ của mẹ để theo thiết kế, theo màu sắc sắp xếp cả rồi. Con xem bây giờ biến thành mớ gì chứ. Mẹ rất ít về nhà nên con giúp mẹ dọn dẹp một chút. Trời ơi, con có bệnh thật sao? Con không có việc gì quan trọng hơn để làm sao? Được, 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 được. Mẹ nói cho con biết mẹ không thể nhìn con tiếp tục. Mẹ không thể nói chuyện với con. Cứ nói chuyện với con là cảm thấy bản thân thất bại. Con tự mình nghĩ kỹ đi. Con tự lo cho mình đi. Mẹ đi đây. Chịu không nổi mà. Phu nhân, sao bà bỗng nhiên quay về rồi? Sao vậy? Không quan nghênh tôi sao? Sao có thể? Du còn không kịp nữa là... Đỗ Phạm gần đây đang bận gì sao? Anh ấy đang bận công việc. Bận công việc, nó tìm một bảo mẫu. Sao cậu không nói cho tôi biết? Được rồi, đừng có giả vờ nữa. Cậu không nói tôi cũng biết. Cậu không giấu tôi được đâu. Cậu nghĩ tôi thật sự không biết nó đang giao du với loại người nào sao? Trong nhà đã loạn lên như vậy. Cậu là trợ lý của nó. Cậu nên biết phong cách làm việc của tôi. Nếu cậu đứng về phía tôi, nhiệt liệt hoan nghênh cậu. Nếu cậu đứng về phía đối lập với tôi, bất luận là cậu thật tâm hay là vô ý. Tôi nói thật, tôi từng khuyên qua ông chủ rồi. Nhưng mà anh ấy không chỉ khiêu khích người ta, còn để họ lại trong nhà. Được rồi, tôi biết nó là người như thế nào. Đợi tôi làm xong chuyện này rồi, cậu xem tôi dọn sẵn cho nó. Có điều chuyện mua nhà, tôi thật sự phải cảm ơn cậu. Bà tuyệt đối đừng nói với ông chủ là tôi đem nhà bán cho bà. Nếu không tôi tiêu chắc đấy. Vốn tưởng rằng chúng tôi sau khi tốt nghiệp sự nghiệp sẽ thuận lợi. Ai ngờ tự nhiên xuất hiện một gia đình như vậy. Cũng không biết đã làm cho anh ấy uống thuốc gì. Đến bây giờ phòng làm việc của chúng tôi như chỗ không người vậy. Người ta còn tưởng công ty chúng tôi là công ty ma. Nếu có người đến thì nhìn chúng tôi rồi quay đầu đi mất. Sao lại đến mức đó chứ? Thật là hết cách mà. Có điều Đỗ Phàm cũng có chút trình độ. Được rồi, chuyện của các cậu tôi cũng không giúp được gì, chỉ có thể giúp được đến đây. Có điều tôi nói với cậu, sau này Đỗ Phàm có hành động gì thì phải báo ngay cho tôi biết. Dạ, chắc chắn rồi. Có thể hiểu cho tôi thì tốt quá. Chúng tôi cũng đều là muốn tốt cho ông chủ. Đây, mấy ngày nay làm phiền rồi. Nghe nói người của cư quỷ hội đã đến rồi. Không có gây phiền tôi ấy cho anh chứ? Cũng không hẳn vậy. Chủ yếu là dù thế nào cô cũng không cần. Mình tôi tự giải quyết được rồi. Được, vậy tôi đi trước đây. Đây, cô muốn đi đâu vậy? Hôm nay trời sẽ mưa bão đấy. Tôi, cái chân của tôi nó vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra lại xem sao. Cô ấy đi bộ quá nhiều rồi. Để tôi lái xe cho cô. Thôi thôi, không cần đâu. Không cần phiền phức như vậy, tôi tự đi được rồi. Gần đây cô bị làm sao thế? Không có dễ chịu. Thật không giống Từ Thái Hồng tôi quen biết. Có phải là có tâm sự gì không? Tôi có thể có tâm sự gì chứ? Nếu như tôi không cách nào tiếp tục ở lại chỗ này thì tôi cũng không tìm thấy được bản hợp đồng đã ký với anh. Để tôi giải quyết xong hết những việc của ngày hôm nay rồi, tôi sẽ tự nghĩ cách dọn ra khỏi đây. Cô có cách sao? Có cách gì? Anh không cần lo. Tóm lại tôi chắc chắn sẽ nghĩ được biện pháp. Ừ, đúng đúng, chắc chắn là cô có biện pháp rồi. Cô không phải vẫn còn cái tên Âu Dương kia sao? Hắn ta rất có khả năng mạnh hơn tôi nhiều đúng không? Mọi người ai cũng đều biết cả. Được thôi, cô đi tìm đi. Đi đi, đi tìm hắn đi. Tìm tên Âu Dương của cô đi. Anh thật coi thường tôi quá đấy. Tôi từ trước đến nay không dựa dẫm người khác. Tôi nói anh biết, tôi nhất định sẽ giữ được ngôi nhà này. Cho dù là con đường nào tôi cũng đã leo đến cùng rồi.
Này, thật ngại quá, vẫn còn thiếu 2 đồng nữa, tôi quay về lấy đã nhé. Đợi một chút. Đến đây để phá thai, tâm lý nhất định phải rất lo lắng. Làm phẫu thuật sớm ngày nào thì đối với sức khỏe ít tổn hại ngày ấy. Chỉ có 2 đồng thôi, tôi giúp cô. Không cần, tôi không cần đâu, cô đừng lấy ra, không cần đâu. Chạy tới chạy lui phiền phức lắm. Có 2 đồng chuyện nhỏ thôi mà, cầm lấy đi. Cảm ơn cô. Vậy cô có còn muốn làm phẫu thuật không? Đằng sau còn rất nhiều người đang đợi kia kìa. Tôi làm. Đây, đợi đã. Thái Hồng mà, sự việc nghiêm trọng như vậy sao cô lại không nói tôi biết? Anh là gì của tôi? Nếu đã không thể trao đổi với tôi thì cũng phải nói với người nhà cô một tiếng. Anh đừng có đây qua tay múa chân. Việc của tôi tự giải quyết được. Hiện tại đã bị tôi bắt gặp, còn có thể làm ngơ được sao? Việc này chẳng liên quan gì tới anh hết. Đừng có làm loạn lung tung. Trước mắt cô đừng quá hấp tấp. Hãy nghe tôi nói. Nếu cô thực sự muốn làm phẫu thuật thì cũng sẽ không vì 2 đồng mà do dự chần chừ như vậy. Tôi thực sự không biết phải làm sao đây. Anh nói đi, tôi mỗi ngày đều mong chính Dũng quay về. Tôi ngồi đếm từng ngày, trong ngóng xem anh ta khi nào có thể trở về. Anh ta thực sự trở về rồi nhưng lại không cần tôi nữa. Tôi vừa đỡ thương tâm đau khổ được một chút thì nguyên một đại gia đình lớn nhỏ mỗi ngày đều mang cho tôi phiền toái. Không có ngày nào được yên ổn. Anh lại làm mất đi ngôi nhà. Hiện tại tôi là đang mang thai đứa nhỏ. Anh nói tôi phải làm sao đây? Anh nói tôi biết đi, tôi phải làm thế nào chứ? Được rồi, cô là Từ Thái Hồng mà, có việc gì làm cho cô gục ngã được chứ? Chẳng lẽ còn có việc nào tồi tệ hơn? Bác sĩ nói nếu như tôi bỏ đi đứa nhỏ này thì cả đời này không thể nào có thai được nữa. Cái gì chứ? Thái Hồng à, nếu như thực sự cô muốn làm mẹ thì hãy tin tôi, lắng nghe trái tim của cô. Đối phó với đại gia đình này, tinh thần và thể lực của tôi đều đã kiệt quệ. Giờ lại thêm đứa nhỏ này, tôi không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cô vẫn chưa biết, lúc mẹ tôi hơn 40 tuổi mới mang thai tôi. Khi đó sợ nhất chính là sản phụ đã lớn tuổi, đứa nhỏ sinh ra sẽ không được khỏe mạnh. Hơn nữa thời điểm mang thai, hoàn cảnh gia đình cũng không được tốt. Cho nên lúc đó mẹ muốn sinh tôi ra, bà cũng từng do dự. Nói như vậy nghĩa là mẹ tôi khi đó đã làm một quyết định là phải sinh tôi ra. Lựa chọn lúc đó có thể còn khó hơn nhiều so với hiện tại của cô bây giờ, nhưng sự thật chứng minh bà đã lựa chọn đúng. Bởi vì tôi trở thành đứa con khiến bà ấy tự hào nhất. Nếu như tôi mà là mẹ anh thì tôi đem anh nhét lại vào trong bụng. Cô nói những lời này thật tổn thương người khác đấy, thật tình. Bấy lâu nay cô hẳn là hiểu sai về tôi rất nhiều rồi. Cô quan sát thêm vài ngày nữa xem sao. Dù sao về việc căn nhà tôi sẽ giải quyết. Việc của căn nhà anh có muốn lo cũng không lo được. Và việc của đứa nhỏ này anh muốn lo cũng không lo nổi. Này, cẩn thận ướt đấy. Này, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây nào.
Bà nội, Châu Châu sao? Anh Phong Tử đâu? Anh Phong Tử đi đâu rồi? Vừa sáng sớm nó ra ngoài rồi, ai mà biết được nó tới cái nơi quái quỷ nào. Bà nội, chỗ này thiệt là đẹp quá đi. Bà nội, có phải Từ Phong anh ấy gây dựng sự nghiệp thành công rồi không? Cháu nói mà. Cháu biết rồi. Biết tại sao gần đây anh ấy không rủ cháu đi chơi. Hiện giờ anh ấy phát đạt rồi, không thèm dòm ngó người ta nữa. Nói bậy nào. Từ Phong nhà bà là một chàng trai tốt, có tình có nghĩa. Cháu đừng có nghĩ bậy lung tung. Châu Châu à, cháu đến thật đúng lúc. Bộ phim này coi xong rồi, cháu cùng bà đi dạo siêu thị đi. Tôi biết rồi, sắp đến rồi đây. Tôi biết rồi. Được được, vậy lát nữa gặp nhé. Dì Đại Dân, hôm nay dì ăn mặc thật là đẹp quá đi. Dì đi ra ngoài hẹn hò sao? Cháu tưởng rằng dì đã lên đồ như vậy rồi. Chẳng lẽ lại là đi chợ sao? Phải rồi, dì nói Châu Châu này thực sự không phải dì nói cháu đâu. Trên thế giới này không có người phụ nữ nào xấu, mà chỉ có phụ nữ lười nhác thôi. Cháu nhìn đi, cháu xem cháu ăn mặc như vậy. Chẳng trách Tiểu Phong nhà dì không để mắt tới cháu. Dì Đại Dân, dì giúp cháu đôi ba chiêu dạy cháu với. Dì Đại Dân à, dì làm cho cháu cũng trở nên xinh đẹp lộng lẫy đi. Muốn có được đàn ông thì phải hao tâm tổn sức. Trước tiên cháu phải học cách tỏ ra yếu đuối, như vậy mới có thể khiến cho đàn ông có dục vọng muốn bảo vệ cháu. Nhưng cháu rất tốt mà, cháu phải yếu đuối như thế nào đây? Vậy thì cháu phải giả vờ. Giả vờ sao? Chính là cái dạng yếu đuối ngay cả một chai nước suối cũng mở không được ấy. Rồi tiếp đó phải làm sao? Sau đó chỉ có thể đi ba bước. Một, hai, ba. Chân sẽ bị trẹo, cháu biết rồi chứ. Khi đi được năm bước rồi thì sao? Đầu của tôi sao lại đau như vậy? Cháu hiểu chưa? Yếu đuối như vậy đấy. Hiểu rồi. Còn điểm thứ hai này, cháu phải học được cách giả bộ ngu đần. Giả giờ thanh khiết. Thanh khiết cái gì đó là ngu đần, là ngu trong ngu xuẩn ấy. Đàn ông đều thích phụ nữ giống như con chim nhỏ nép vào người, nép vào bên cạnh anh ta. Cháu hiểu rồi. Chính là đừng có giống bộ dạng chị Thái Hồng đúng không? Chị ấy, chị ấy thật tốt. Được rồi, điểm thứ ba chính là điều mà cháu vừa mới nói đến. Giả bộ thanh khiết, giả thanh khiết, yếu đuối ngu đần, thanh khiết. Sáu chữ thật lòng này dì cũng đã nói cho cháu biết rồi đấy. Có thể nghe hiểu hay không thì phải xem năng lực hiểu biết của cháu. Xong rồi, dì có việc phải đi trước. Mẹ à, tạm biệt nhé. Buổi tối không cần đợi con về đâu. Dì Đại Dân, dì yên tâm đi, cháu nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ. Toàn là dạy hư con cháu, Châu Châu à. Cháu đừng có nghe lời của cô ta. Không biết cô ta đã bị bao nhiêu đàn ông phụ bạc rồi đấy. Cháu muốn nghe lời cô ta thì sau này cháu cũng bị đàn ông lừa giống cô ta thôi. Thực ra thì nếu như anh Từ Phong thực sự muốn lừa mình mà nói, mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Cô thử nghĩ xem, cho dù có khó khăn đi nữa thì cũng không so sánh được niềm hạnh phúc làm mẹ đúng không? Tôi mong cô có thể suy xét rõ ràng quyết định sai lầm của cô sẽ phải hối hận cả đời đấy. Tôi đã quyết định xong rồi.